Hello mọi người, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta thường hay nghe được rằng ai mà chẳng có sai lầm, và hãy cứ sai lầm đi khi còn có thể. Tuy nhiên đôi khi những sai lầm lại khiến cho chúng ta phạm phải một cái giá rất đắt. Và trong làng game cũng không ít lần những tựa game cũng như là những công ty lớn phải lao đao vì những sai lầm tưởng chừng là nhỏ bé, thế nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt theo đúng nghĩa đen khi số tiền để bù đắp cho sai lầm đó lên đến hàng triệu đô la. Vậy thì hôm nay hãy cùng Mi Game tôi bước vào video ngày hôm nay với chủ đề top những sai lầm đắt giá nhất trong làng game để xem rằng cái giá của những sai lầm này đắt tới mức nào nhé. Một, Grand Theft Auto Hot Coffee. Anh em nào là fan của series game GTA thì chắc chắn đã từng nghe qua cái tên Hot Coffee. Tưởng chừng như đây là một ly cà phê nóng hổi giúp người ta tỉnh táo hoặc mắc ẻ sau khi uống. Thế nhưng Hot Coffee thực sự hot theo đúng nghĩa đen khi trở thành cục than nóng phỏng tay của Rockstar. Vào thời điểm mà bộ 3 Big Jack GTA Remaster được phát hành, một thông tin dò dỉ rằng minigame 18+ đầy tai tiếng của Rockstar là Hot Coffee vẫn tồn tại trong mã nguồn của ba game này. Cho anh em nào mà mới không biết thì Hot Coffee là gì, thì vào khoảng 18 năm trước khi GTA San Andreas được phát hành, nó đã gây ra một vụ bê bối lớn. Cụ thể là các modder đã khám phá ra nội dung ẩn được giấu trong game có tên là Hot Coffee. Cụ thể hơn, mini game Hot Coffee này cho phép game thủ điều khiển nhân vật chính CJ để đi ấy ấy với các cô gái trong game. Lý do cho mini game này có tên là Hot Coffee vì nó chỉ được kích hoạt khi mối quan hệ của CJ với bạn gái đủ chín muồi để được mời vào nhà hàng uống cà phê rồi sau đó ứ ử với nhau. Khi những thông tin về Hot Coffee được lan truyền, doanh số của GTA San Andreas bỗng tăng đột biến, tuy nhiên nổi tiếng cũng kèm tai tiếng. Không ít các phương tiện truyền thông báo đài lên án phê phán tựa game này. Và tổ chức đánh giá game ERSB cũng nâng mức đánh giá của game này từ Mature, tức là 17, trở thành Adult Only, tức là 18 trở lên. Sự xuất hiện của Hot Coffee và việc bị nâng lên mức đánh giá Adult Only khiến GTA Andreas bị dỡ khỏi các kệ bán hàng trên khắp nước Mỹ, buộc Rockstar phải tung ra một bản patch xóa hoàn toàn minigame nói trên khỏi trò chơi của mình. Nhờ vậy, ESRB giảm mức đánh giá của game về lại Mature. Tuy nhiên, sau vụ scandal này, nhà phát hành Take-Two lập tức vướng vào vụ kiện tụng lớn từ phía các cổ đông. Mặc dù Rockstar không hề có ý tung minigame Hot Coffee ra thị trường, mà đúng hơn là do một nhóm modder tạo ra. Nhưng minigame 18+ này do chính nhà phát triển Rockstar viết vào tựa game và bản mod kia chỉ có nhiệm vụ mở khóa. Cuộc tranh cãi về bản mod Hot Coffee là một cơn ác mộng PR đối với Take-Two vì nó dẫn đến việc GTA San Andreas bị loại khỏi một số khu vực. Take-Two cũng phải chi gần 20 triệu đô cho các chi phí pháp lý và đây là một cái giá quá đắt để khiến cho Rockstar nhận được một bài học nhớ đời. Quay trở lại với GTA Remaster, theo báo cáo của VGC, những file này rất có thể là lý do Rockstar xóa phiên bản PC của Rockstar Games Launcher ngay sau khi một số modder đã kiểm tra dữ liệu và tìm thấy các file có thuật ngữ Hot Coffee trong bộ ba tựa game GTA Remaster và đưa chúng lên Twitter cho tất cả mọi người cùng xem. Và thật trùng hợp là sau khi thông tin này bắt đầu được nhen nhóm lên, thì bộ ba GTA Remaster đã lập tức bị gỡ trong vòng 2 ngày dành cho game thủ PC. Rockstar lưu ý rằng điều này được thực hiện để loại bỏ các file vô tình được đưa vào bộ ba tựa game GTA Remaster. Có lẽ Rockstar đã quá thấm nỗi đau 20 triệu đô năm nào nên đã nhanh chóng sửa sai trước khi sai lầm đắt giá này bị lặp lại một lần nữa. 2. Cặp sinh đôi Ocean vs. Acclaim. Nếu anh em nào là fan hâm mộ của những series truyền hình Mỹ có lẽ đã từng nghe qua chương trình Full House với điểm sáng là cặp song sinh đáng yêu Ocean. Vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, cặp song sinh Mary-Kate và Ashley Ocean đã trở thành xu hướng và tạo nên một đế chế của riêng mình. Gương mặt của cặp song sinh này được in lên tất cả ấn phẩm từ áo phông đến hộp cơm, từ đĩa hát đến những trò chơi điện tử. Và cặp song sinh này đã có một vụ kiện lớn với một tựa game. Cụ thể hơn, vào năm 2004, Mary Kate và Ashley đã kiện nhà phát hành game Acclaim với số tiền lên đến 177.966,32 đô la tiền bản quyền sau khi công ty Dual Star Entertainment của họ tách khỏi Acclaim một năm trước. Số tiền này được cho là tiền bản quyền cộng với tiền lãi, cùng với đó là khoản phí phạt 300.000 đô la sau khi tựa game Mary Kate and Ashley in Action bị hủy trên các nền tảng bao gồm GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2 và PC. Luật sư của cặp song sinh Ocean cũng gửi một lá thư tới cho Acclaim khẳng định rằng nhà phát hành game này đã ngang nhiên coi nhẹ thương hiệu của Mary Kate và Ashley và đưa thương hiệu của cặp đôi này vào các tựa game. Sau đó Acclaim cũng đã bồi thường và rút ra một bài học là đừng bao giờ dây dưa vào cặp song sinh này nữa. NCAA Basketball 2014, O'Bannon và Kelly vs. EA. Vào năm 2009, các cựu vận động viên của Đại học Ed O'Bannon và Sam Keller đã đệ đơn kiện Electronic Arts và Collegiate Licensing Company. Các cựu vận động viên này đã tuyên bố rằng họ không được trả một đồng tiền bản quyền nào trong khi hình ảnh của họ được sử dụng trong các tựa game NCAA Basketball và NCAA Football do EA Sports phát triển và phát hành. Vụ kiện này đã tạo ra rất nhiều sự bất bình từ công chúng dành cho EA và cả tựa game NCAA. Nghe nói rằng, một khoản thanh toán có trị giá lên tới 40 triệu đô đã được chi trả tiền bản quyền hình ảnh của các vận động viên bóng rổ và bóng đá xuất hiện trong NCAA.
Khoản thanh toán này dùng để trả cho hơn 100.000 vận động viên và các luật sư của nguyên đơn, cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên mà các vận động viên được trả tiền cho việc sử dụng thương mại hình ảnh của họ. Steve Berman, một trong những luật sư chính của vụ kiện này cho biết, chúng tôi vô cùng hài lòng với kết quả của cuộc dàn xếp này và đây cũng là cơ hội cho NCAA và EA sửa sai khi họ đã ban hành những điều luật chống lại những vận động viên và quyền lợi của họ. Chúng tôi đã chiến đấu để chống lại những rào cản pháp lý được vẽ ra kể từ khi vụ kiện này được đệ đơn vào năm 2009 và vụ kiện này được thực thi là một thắng lợi vinh quang của chúng tôi. Vào năm 2013, EA Sports cũng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng phát hành series game bóng đá NCAA không thời hạn vì vấn đề kiện tụng và các vấn đề khác trong việc bảo đảm quyền cấp phép. 4. Donkey Kong vs King Kong. Donkey Kong là series game được phát triển bởi Shigeru Miyamoto, kể về cuộc phiêu lưu của một con vượn có tên là Donkey Kong cùng với những con vượn khác trong tộc của nó. Thương hiệu Donkey Kong chủ yếu là những tựa game trên các nền tảng khác nhau. Ban đầu, nó là các tựa game thuộc thể loại giả đấu hành động trong một màn hình, tuy nhiên sau đó nó dần chuyển thành thể loại side-scrolling như ngày nay. Phần game đầu tiên của Donkey Kong được phát hành năm 1981 đã nhanh chóng thành công vang dội và nhanh chóng cho ra mắt hai phần tiếp theo, được phát hành vào năm 1982 và 1983. Cho đến năm 2022, thương hiệu Donkey Kong đã bán được tổng cộng hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vào năm 1982, Universal Studios đã đệ đơn kiện Nintendo vì vi phạm bản quyền. Cụ thể hơn, studio phim này đã tuyên bố rằng nhà phát triển Donkey Kong là Shigeru Miyamoto đã sáng tạo nhân vật Donkey Kong và câu chuyện của tựa game này dựa trên bộ phim King Kong được phát hành năm 1933. Bộ phim này vốn là tài sản trí tuệ của Universal Studio và công ty Nintendo cũng đâu có chịu thua. Công ty này đã đấu tranh với vụ kiện và tuyên bố rằng King Kong là một sản phẩm thuộc sở hữu công cộng vì có thông tin rằng Universal đã kiện hãng phim đối thủ lúc bấy giờ là RKO, cũng là hãng phim đã thực hiện bộ phim King Kong năm 1993 về quyền làm phim King Kong. Tại thời điểm đó, Universal đã tuyên bố rằng King Kong nằm trong sở hữu công cộng khi hãng Universal quyết định làm lại bộ phim King Kong do Jeff Bridges đóng vai chính vào năm 1976. Sau đó, Tòa án quận Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết rằng Universal đã hành động thiếu thiện chí và cho rằng họ không có quyền gì đối với thương hiệu King Kong hoặc các nhân vật liên quan cùng với cốt truyện. Tòa án cũng cho rằng không có khả năng người tiêu dùng nhầm lẫn trò chơi Donkey Kong của Nintendo với phim King Kong. Vụ kiện này là một thắng lợi to lớn cho Nintendo. Thời điểm này, Nintendo chỉ là một công ty mới gia nhập vào thị trường game Hoa Kỳ. Vụ kiện này đã giúp công ty Nintendo trở thành một công ty lớn trong làng game và được cho là đã mang lại cho công ty một sự tự tin, từ đó có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ nước Mỹ. Còn về phía Universal Studios, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Hãng làm phim này không thu được một tí đồng nào từ Nintendo mà còn phải trả ngược lại 1,8 triệu đô la cho Nintendo, coi như tiền bồi thường cho các chi phí pháp lý. 5. New Super Mario Bros. Nintendo vs. Bird. New Super Mario Bros. Là một tựa game nằm trong loạt series game cùng tên được Nintendo phát triển cho Nintendo DS. Nó được phát hành lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2006. Đây là một phần của loạt series Super Mario Bros. Người chơi sẽ theo chân chàng thợ sửa ống nước người Ý Mario khi Mario chiến đấu vượt qua những tay sai của Bowser và giải cứu công chúa Peach. New Super Mario Bros. Đã thành công về mặt thương mại, đồng thời cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Tựa game này bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới và trở thành tựa game bán chạy nhất cho Nintendo DS và cũng là một trong những tựa game bán chạy nhất mọi thời đại. Và nhiều anh em chắc sẽ nghĩ là không biết rằng New Super Mario Bros. Liệu đã mắc sai lầm gì đắt giá đúng không? Thực ra người mắc sai lầm không phải là Nintendo mà là một người đàn ông Úc 24 tuổi tên là James Bird đã phạm phải một sai lầm liên quan đến tựa game này và cái giá phải trả là 1,5 triệu đô la. Cụ thể hơn là James Bird đã mua được phần game đầu tiên của New Super Mario Bros. Cho Wii và đã tải tựa game này bất hợp pháp lên Internet. Cho bất kỳ ai muốn chơi tựa game này cũng có thể tải xuống được. Tiệm game lậu này đã đạt được 50.000 lượt tải xuống chỉ trong vòng 5 ngày, trước khi New Super Mario Bros. Được phát hành chính thức vào tháng 11 năm 2009. Để rõ ràng là phạm luật vì sao chép và phân phối trò chơi điện tử khi không được phép là vi phạm đạo luật bản quyền theo luật của nước Úc. Nintendo và James Bird đã đi đến một thỏa thuận gian xếp khi hãng game này phản ánh về việc mình bị mất doanh thu trong suốt một tuần bán hàng. Và James Bird, như tôi đã nói ở trên, phải chi trả 1,5 triệu đô la cho hành động dại dột của mình. Ngoài ra, anh ta còn phải trả thêm 100.000 đô cho Nintendo cho các chi phí liên quan đến vụ kiện. Và mặc dù Nintendo đã kiện James Bird, nhưng công ty cũng đã tặng cho anh một món quà độc quyền ngay sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa là một bức tượng Legend of Zelda The Wind Waker phiên bản giới hạn. Nhìn chung thì câu chuyện này vẫn là một kết thúc có hậu cho James Bird. Trả 1,5 triệu đô la để mua một bức tượng độc quyền, chắc là cũng hơi. 6. Pac-Man và Casey Munchkin, Atari vs. Philips. Vào đầu những năm 1980, Pac-Man có thể nói là một cái tên mà không ai không biết, thậm chí nó còn trở thành biểu tượng cho văn hóa đại chúng lúc bấy giờ. Với danh tiếng không ngừng tăng vọt, hai hãng game là Namco và Midway đã nhanh chóng tận dụng sự nổi tiếng này để phát triển phiên bản game dành cho gia đình của Pac-Man cho hệ máy Atari 2600, từ đó đưa Pac-Man từ một tựa game bình thường bước vào phòng khách của mọi gia đình.
Như một năm trước khi Pac-Man dành cho gia đình được phát hành trên hệ máy 2600, Magnavox và Philips Electronics đã cho ra mắt một tựa game có tên là Casey Munchkin với giao diện và gameplay giống với Pac-Man một cách trơ trẽn và nực cười. Casey Munchkin là tựa game được cài sẵn cho hệ máy Philips Video Pack. Các level của tựa game và những con quái vật trong game đều mang một nét tương đồng kỳ lạ với Pac-Man tới mức khó có thể phủ nhận sự giống nhau giữa hai tựa game này. Tuy nhiên, Munchkin vẫn có vài điểm khác biệt so với Pac-Man. Ví dụ như nhân vật của người chơi sẽ được gọi là Munchkin, còn những con quái vật đuổi theo người chơi có tên là Munchers. Khác với Pac-Man, trong Munchkin sẽ có 3 Munchers, chứ không phải 4 như Pac-Man. Trong mỗi màn chơi của Munchkin sẽ có 12 viên thức ăn được chia thành 4 nhóm 3 viên, nằm ở 4 góc và tốc độ của trò chơi sẽ tăng dần khi viên thức ăn cuối cùng di chuyển cùng tốc độ với Munchkin, và nếu muốn ăn được nó thì phải chặn đầu nó chứ không thể đuổi theo sau. Tuy nhiên, với những khác biệt nhỏ xíu như thế thì cũng không thể nào lấp liếm được cho việc Munchkin đạo nhái trắng trợn Pac-Man. Năm 1982, Atari đã đâm đơn kiện Philips vì vi phạm bản quyền, và tòa phúc thẩm cũng cho rằng Philips đã sao chép gần như toàn bộ tựa game Pac-Man. Và đây trở thành vụ kiện đầu tiên công nhận cách thức áp dụng luật bản quyền đối với giao diện của các phần mềm máy tính. Từ đó trở thành tiền lệ pháp lý cho việc xác định luật bản quyền hiện hành, từ đó khiến cho vấn nạn ăn cắp chất xám trong giới phần mềm và trò chơi điện tử được kiểm soát gắt gao hơn. Còn về phía Pac-Man, cuối năm 1982, Atari đã phát hành Homeport của Pac-Man và nó đã bán được 7 triệu bản, trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất mọi thời đại. 7. Resident Evil 4 Jurassic vs. Capcom. Cái tên sau cùng xuất hiện trong danh sách ngày hôm nay, thuộc về nhà Capcom cùng hai series game đỉnh đám Resident Evil và Devil May Cry. Cụ thể hơn thì vào năm 2021, một nhà thiết kế có tên là Judy A. Jurecek đã đâm đơn kiện công ty game Nhật Bản là Capcom vì đã sử dụng trái phép những tác phẩm nghệ thuật của cô trong nhiều sản phẩm game khác nhau, và nhiều nhất là trong Resident Evil 4 và Devil May Cry. Vào năm 1996, Jurecek đã xuất bản một cuốn sách có tên là Surface, chứa 1.200 bức ảnh màu chất lượng cao do chính cô chụp và có đi kèm với một đĩa CD bao gồm các bản sao kỹ thuật số của những hình ảnh trong cuốn sách này. Jurecek đã chỉ ra có ít nhất 80 bức hình đã bị Capcom sử dụng trái phép trong các tựa game khác nhau. Điển hình nhất là hoa văn cửa kính bị vỡ xuất hiện trong logo Resident Evil 4. Jurecek nói rằng đây là bức hình cô chụp tại Ý. Jurecek còn chỉ ra rằng đã có một vụ rò rỉ dữ liệu của Capcom xảy ra vào tháng 10 năm 2020. Trong sự vụ này, Jurecek phát hiện ra có ít nhất một trong những dữ liệu được đặt tên giống với tên của dữ liệu mà Jurecek đã sử dụng trong chiếc CD kỹ thuật số của Surface. Cũng trong sự kiện này, Jurecek cũng đã nhắc tới việc Capcom cũng sử dụng trái phép ý tưởng của một nhà làm phim Hà Lan có tên là Richard Raffors để thiết kế nên những mẫu quái vật trong phần game Resident Evil Village. Raffors đã phát hiện ra rằng những con boss và quái vật xuất hiện trong RE8 đều có nhiều điểm tương đồng với những mẫu quái vật xuất hiện trong bộ phim Frankenstein của ông. Jurecek cũng đã cung cấp hơn 100 trang bằng chứng so sánh những bức ảnh có bản quyền của cô từ Surface đã bị Capcom sử dụng trong game như thế nào. Luật sư của Jurecek cũng yêu cầu Capcom phải chi trả 12 triệu đô cho việc sử dụng trái phép các tác phẩm nghệ thuật của Jurecek với từ khoảng 2.500 đô đến 25.000 đô cho mỗi bức ảnh. Sau vụ lùm xùm này thì Capcom vẫn không lên tiếng giải thích về nghi vấn đạo nhái mà chỉ trả lời rằng sẽ đợi kết quả của tòa án và không trả lời gì thêm. Dựa trên các bằng chứng mà Jurecek cung cấp thì đây quả là một vụ kiện nghiêm trọng, vì những hình ảnh này có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với các tựa game Resident Evil và Devil May Cry hiện có của Capcom. Jurecek đã yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử và đang chờ phản hồi của tòa án. Ok, trên đây là top những sai lầm đắt giá nhất làng game. Anh em ấn tượng với vụ việc nào nhất thì đừng quên để lại comment phía bên dưới cho tôi nhé. Đừng quên subscribe cho tôi đấy nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chuyên mục meme nổi bật để xem meme nào trong group xạo lìn của Mi Game hôm nay lên sóng. Chiếc meme ngày hôm nay thuộc về bạn Quốc Đạt với hơn 2,9k react trong group xạo lìn của Mi Game. Phải chi mà ông Mi Fan này may mắn thì tôi xin tự nguyện trở thành công chúa của riêng ông luôn. Hôm nay tới đây thôi nha. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên thứ 5 nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.